Hành động ngọt ngào mà ông xã dành tặng Tú Vi cổng mặt trời trong ngày sinh nhật. Khoảnh khắc người phụ nữ bước sang tuổi mới, anh đã gửi lời chúc khá đơn giản, nhưng đủ khiến Tú Vi cảm nhận được hạnh phúc. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, nam diễn viên Văn Anh vừa đăng tải dòng trạng thái chúc mừng ngày sinh nhật bà xã. Cụ thể anh chia sẻ, chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của vợ. Chúc vợ qua tuổi mới mọi điều tốt đẹp nha, hai ba con yêu mẹ cún. Điều khiến mọi người chú ý chính là con số 20. Ai cũng biết Tú Vi năm nay chắc chắn hơn số tuổi này, nhưng có lẽ anh chúc vợ như thế phần nào thể hiện việc bà xã luôn trẻ trung trong mắt mình. Anh cũng khéo léo đăng ảnh hôn vợ với nụ cười đầy hạnh phúc. Trong khi đó, nữ diễn viên cũng tự gửi lời chúc đến mình. Cô chẳng mong ước gì cho tuổi mới, chỉ mong rằng mình có nhiều sức khỏe, may mắn và đặc biệt là luôn gặp những người tốt trong cuộc sống thường ngày. Happy birthday to mẹ cún, vợ Văn Anh, tuổi mới khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc và gặp toàn người tốt không thôi nhé. Yêu nhau từ 1 tháng 9 2013 và sau hơn 2 năm hẹn hò, tình cảm cũng như sự tin tưởng đủ lớn đã giúp Tú Vi Văn Anh có một hôn lễ tuyệt vời vào tháng 11-2015. Cho đến nay, họ đã có thêm 3 năm sống dưới một mái nhà, đặc biệt nếu ai là fan của cặp đôi này thì sẽ được truyền cảm hứng tích cực cho vấn đề tình yêu, hôn nhân, gia đình. Bởi lẽ cả hai luôn làm mọi người ghen tị bởi sự hạnh phúc ngọt ngào và luôn yêu thương như ngày còn hẹn hò, và không phải cặp đôi nào cũng có thể duy trì được cảm xúc mặn nồng như lúc mới yêu. Hiện tại tổ ấm của họ cũng gia nhập thêm thành viên mới là bé Cún. Con gái chào đời làm cuộc sống của hai vợ chồng trở nên bận rộn hơn, tuy nhiên họ cũng cảm nhận đây là khoảng thời gian ý nghĩa hơn bao giờ hết. Thời gian sau này, họ đã thoải mái hơn trong việc khoe cô công chúa lên mạng xã hội. Thời gian qua, nữ diễn viên dành khá nhiều thời gian để chăm sóc em bé, và đây cũng là mối quan tâm lớn nhất của hai vợ chồng. Khán giả hy vọng sẽ sớm gặp lại Tú Vi trên màn ảnh thông qua các vai diễn đặc sắc. Ngồi cổ vũ với dàn bạn gái đội tuyển Việt Nam, Nhật Lê bị chê mặt tởm xấu vải, người yêu Văn Toàn tỏa sáng. Người yêu Quang Hải đã quá quen với thị phi và anti-fan nên sợ quái gì mà không bật. Không thể sang Dubai cổ vũ đội tuyển Việt Nam vừa qua, loạt người yêu hot girl của các cầu thủ đã tụ họp ở một quán ăn để theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ. Nhật Lê, bạn gái Quang Hải không quên cập nhật hình ảnh trên Facebook. Cô nàng mặc áo phông cờ đỏ sao vàng và dán sticker lên mặt. Sẽ không có gì đáng bàn nếu dưới phần bình luận không xuất hiện một comment chê bai Nhật Lê gay gắt, tục tiểu. Rất nhanh chóng, cô nàng đã đọc đến và thẳng thắn đáp trả trước khi xóa bỏ thẳng tay sau đó vài tiếng. Nhật Lê khoe ảnh của Vũ Quang Hải và đội tuyển tại quán ăn. Đây không phải lần đầu tiên Nhật Lê đối đầu với anti-fan. Dàn bạn gái cầu thủ từ trái qua, Hoàng Anh, bạn gái Văn Hậu, Nhật Lê bạn gái Quang Hải, Huyền Trang bạn gái Trọng Đại, Ngọc Nữ người yêu tin đồn của Văn Đức, Trang Nhung bạn gái Văn Toàn. Một khoảnh khắc hồi hộp của các cô gái, Ngọc Nữ viết: nghe đồn Việt Nam vô địch các cậu ạ, nhưng cuối cùng kết quả không như mong đợi. Huyền Trang bạn gái Trọng Đại cũng hào hứng. Anti-fan đã chỉ trích Nhật Lê như sau: mặt tẩm vờ lờ xấu vải, ai nghĩ giống tôi không? Nhật Lê đáp lại: 2019 rồi sang lên bạn ạ, xấu tởm nhưng sang thì vẫn hơn nhé. Cô nàng thật bản lĩnh, đáp trả lại anti-fan khiến anti-fan câm nín. Từ chối lời cầu hôn không nghe lời khuyên của Sao Việt, Hương Giang nhận cái kết đắng. Biết rằng mình chọn sai người rất cao, nhưng Hương Giang vẫn bất chấp và không cho Khánh Ngô, người từng theo đuổi mình và yêu thầm một năm, cơ hội. Vừa qua, những giây phút mà Hương Giang lựa chọn người đàn ông để hẹn hò đã chính thức lên sóng với khán giả. Bước vào tập này, chàng ca sĩ đến từ Tây Ban Nha, George chính là người được Hương Giang gọi tên trong quyết định loại tiếp theo bởi linh cảm anh đã có chủ. Tuy nhiên, màn lộ diện này một lần nữa khiến mọi người sững sờ khi George xuất thân với tấm bản độc thân. Tiếp đó anh chàng Danh Ngọc cũng xuất hiện với tấm bản độc thân và Hương Giang chính thức bỏ lỡ hai chàng trai này. Đồng thời những chia sẻ thẳng thắn và chân thành của Khánh Ngô dường như đã khiến Hương Giang lẫn dàn khách mời thêm phần khó khăn để đi đến lựa chọn cuối. Thậm chí dàn cố vấn còn chia thành hai team tranh cãi quyết liệt. Trong khi anh Đức và Trấn Thành cho rằng Hương Giang chỉ cần một người đơn giản chân thành, thì Đại Nghĩa và Thu Phương lại quả quyết chàng trai này dù chân thành nhưng không phải là một nửa phù hợp với Hương Giang. Cuối cùng ở giây phút quan trọng nhất, cô bất ngờ trao bó hoa cho Huy Trần. Sau màn cầu hôn từ Khánh Ngô, chàng trai độc thân thứ ba Huy Trần quả nhiên đã xuất hiện với bạn gái Thảo Nhi.
Dự đoán trước kết quả, Hương Giang chia sẻ, Giang chỉ muốn nói, mình chọn không phải để tìm người độc thân, mình chọn cái mang lại cho mình cảm xúc. Đáp lại Hương Giang, Huy Trần và bạn gái tiết lộ, cả hai đều đã hâm mộ cô từ lâu và rất hy vọng được cô xem như những người bạn. Với một người nghệ sĩ như Hương Giang thì việc lựa chọn đúng người mang đến cho cảm xúc là chuyện dễ hiểu và cô chấp nhận bỏ lỡ những người độc thân để tìm đúng một nửa mình cần. Trong thời gian tới, khán giả hy vọng sớm được diện kiến người đàn ông đặc biệt từ Hoa hậu chuyển giới. Phản ứng của cộng đồng mạng khi Hương Giang từ chối lời cầu hôn của hot boy độc thân để chọn nhầm người có chủ. Không chỉ trên trang cá nhân Hương Giang, cư dân mạng tỏ ra tiếc nuối, sao chị lại không cho anh Khánh Ngô cơ hội, mà trang cá nhân của anh chàng độc thân này tràn ngập những lời động viên, chia sẻ sau màn tỏ tình thất bại với Hương Giang trong Người ấy là ai. Vừa qua tập cuối của chương trình Người ấy là ai, mùa 1 vừa lên sóng, cũng chính là tập được chờ đợi nhất từ trước đến giờ khi nữ chính lần này chính là Hương Giang. Ở phần 2 của tập cuối Người ấy là ai, mùa đầu tiên với nữ chính là Hoa hậu Hương Giang, được mở màn với sự chia tay của chàng Tây độc thân trọt. Sau đó, cô phải đứng giữa ba sự lựa chọn gồm Danh Ngọc, Huy Trần và Khánh Ngô. Trong vòng lựa chọn cuối cùng, Hương Giang chia sẻ, mình từng yêu một chàng trai Việt Kiều và lần này vẫn vậy. Dù biết Khánh Ngô còn độc thân và cơ hội chọn Huy Trần sẽ sai, nhưng Hương Giang vẫn bất chấp. Dù không được chọn nhưng Khánh Ngô vẫn tiến về phía Hương Giang quỳ gối và trao những cầu hôn cho người mình yêu thầm một năm nay. Khánh Ngô cũng tâm sự khi trứng thành hỏi, chính xác là một năm vì trước đây em đã biết Giang, trước đó em chưa từng quen ai như vậy nên bây giờ em muốn bứt phá vì em có cảm xúc với Giang. Dù từ chối Khánh Ngô, cuối cùng gạt qua mọi khó xử, Hương Giang quyết định trao cho anh cái ôm đầy ấm áp. Thế nhưng sau khi chương trình này kết thúc, trên trang cá nhân của Hương Giang đã nhận nhiều bình luận cũng như chia sẻ của cư dân mạng đã tỏ ra tiếc nuối, trách thầm cũng như mong Hương Giang cho Khánh Ngô cơ hội. Có thể nói điều mà cư dân mạng mong muốn kết thúc show hẹn hò chính là Hương Giang và Khánh Ngô phải là một cặp. Tuy nhiên điều đó lại không thể xảy ra. Chỉ mong có những giây phút đối diện với chính cảm xúc của mình, mừng em vẫn còn trong hội ế cùng anh. Diễn viên Hàn Anh Đức cũng lầy lội bình luận khi sau chương trình đã ế cùng đội với anh. Ngay từ buổi đầu em đã biết Khánh đến với chị rồi và bạn ấy rất thật lòng, dù sao thì có những chuyện nó nằm ở hai chữ định mệnh, nhưng em nghĩ là có những chuyện bản thân mình nghĩ là không thể. Chỉ là do mình đã quá quen thuộc với vùng an toàn của mình rồi, dũng cảm bước qua nó đi chị ơi, tìm lại cho mình sự rung động, em chúc chị sẽ được hạnh phúc. Lúc anh ấy ôm chị, cái ôm đó như không muốn rời đi, em thương và cũng tiếc cho anh ấy, em rất mong anh ấy sẽ cố gắng giữ tình cảm đó và chị cho anh ấy một cơ hội. Muốn bắt đầu tình yêu giữa hai người thì điều đầu tiên phải làm bạn, biết đâu sau một thời gian làm bạn của nhau, chị sẽ thấy say dết anh Khánh. Nếu thấy hợp với Giang nhất, theo mình là anh bạn Tây Ban Nha kia, nhưng mình thấy quyết định của Giang là đúng, cảm giác ai cũng thương, Khánh Ngô, chị, nhưng mình thấy bạn ấy không hợp với Giang nhất. Xin lỗi nói vậy, bạn ấy còn trẻ quá, nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn. Nếu có tiếc là tiếc Giang không chọn anh Tây Ban Nha thôi, hợp nhất trong Giang đó. Em thấy thất vọng khi chị chọn anh đó, nhưng bây giờ em hiểu ra rồi, sẽ không trách chị nữa, nhưng vẫn buồn quá. Dù sao đây cũng chỉ là một chương trình thôi, chị chọn ai hay như nào, thì sau chương trình chị vẫn có thể thích người đó, phải không ạ? Tình yêu không thể cưỡng cầu, cảm xúc đến từ tự nhiên, còn nếu không thì phải cần nhiều thời gian để chinh phục con tim. Chị vẫn chưa thực sự thích bạn ấy thì gieo cho bạn ấy hy vọng chỉ là thương hại thôi, rồi cuối cùng cũng không đi tới đâu. Chị đừng buồn chị nhé, chị vẫn còn có những bạn fan và những người con của chị như em đây. Free Mom, I love you. Khá nhiều bình luận của cư dân mạng tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi Hương Giang không chọn chàng độc thân Khánh Ngô. Nhiều bình luận để lại của cộng đồng mạng như giận chị Giang ghê đó, làm buồn Khánh của tôi. Em đã khóc, giờ em vẫn còn xúc động bởi câu nói của anh Khánh Ngô. Xem mà muốn khóc luôn ấy. Em mong chị cho anh Khánh cơ hội. Em cảm thấy tình cảm của anh Khánh dành cho chị là thật lòng đấy à. Rất nhiều bình luận mà fan đã để lại. Quá chân thành, quá cảm động, xem đến đoạn đưa nhẫn mà khóc luôn. Em chắc là chị Giang có cảm xúc với anh, chỉ là chưa đúng thời điểm thôi. Có để ý những câu nói mở của chị lúc đưa nhẫn đúng không? Vẫn còn cơ hội, đừng từ bỏ anh nhé. Không chỉ vậy, cư dân mạng gửi lời động viên đến Khánh Ngô sau màn tỏ tình thất bại với Hương Giang. Tôi thấy sự chân thật ở cậu và thật tâm chúc cậu tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Đó có thể là Hương Giang hoặc không, nhưng dù là ai, cậu cũng phải nhất định hạnh phúc nha.
Trước đó Hương Giang cũng tâm sự, một năm qua chưa bao giờ Giang cảm nhận được, nhưng hôm nay Giang muốn lắng nghe điều mình muốn. Nói như vậy không phải là Khánh không có cơ hội, nhưng ngay thời điểm này Khánh chỉ là chưa phải điều Giang đang đi tìm. Dù chưa tìm được một nửa, nhưng người hâm mộ chắc chắn với cá tính mạnh mẽ, sự thông minh, khéo léo của Hương Giang, cô sẽ sớm tìm được người đàn ông của riêng mình. Gây tranh cãi khi từ chối lời cầu hôn của người cũ yêu thầm một năm, Hương Giang chính thức lên tiếng. Dẫu tình cảm đối phương rất chân thành, nhưng Hương Giang không thể làm cách nào khác ngoài nói lời xin lỗi. Vừa qua, khán giả đứng ngồi không yên trước ánh mắt màn cầu hôn cực chân thành của Khánh Ngô dành cho Hương Giang tại tập đặc biệt ở chương trình Người ấy là ai. Theo đó, anh từng là bạn cũ của Hoa hậu và đã có lần sang nhà nấu cho cô ăn. Ngày hôm nay, anh đến với show truyền hình này vì muốn chinh phục trái tim của người đẹp. Tuy nhiên, một cái kết đau lòng chính là khoảnh khắc Hương Giang từ chối lời cầu hôn của anh ngay trên sân khấu. Dù giây phút này khiến nhiều người rơi nước mắt, nhưng cô chẳng thể làm cách nào khác. Sau khi chương trình phát sóng, Hoa hậu Chuyển giới đã chính thức gửi lời xin lỗi đến anh. Cụ thể, giọng ca anh đang ở đâu đấy bộc bạch. 227.000 người xem trực tiếp, có lẽ đều là những người mong Hương Giang được hạnh phúc. Chắc là mọi người thất vọng rồi, xin lỗi mọi người nhiều nhé. Xin lỗi Khánh Ngô, quá bất ngờ với Giang khi Khánh xuất hiện ở đây. Chúng ta đang là bạn và đã luôn là bạn. Điều Khánh nói ngày hôm nay thật sự là quá sức tưởng tượng của Giang. Sẽ rất khó cho Giang để tiếp nhận ngay chuyện đó. Và càng khó hơn nữa nếu như Giang nhận lời. Vì nếu bản thân Giang còn chưa kịp điều khiển cảm xúc của mình, Giang không thể cho Khánh cơ hội. Vì như thế là gieo cho Khánh hy vọng. Một hy vọng mà Giang không chắc chắn có tốt cho Khánh hay không. Xin lỗi Khánh rất nhiều, nhưng Giang tin sau chương trình này, Khánh sẽ được bù đắp bởi tình yêu thương của mọi người thay cho Giang Khánh nhé. Khi Khánh Ngô xuất hiện có nghĩa là người độc thân thứ ba đã xuất hiện. Đồng nghĩa Huy Trần là người đã có chủ. Không phải Giang không nhận ra mà chỉ là không thể say dết với Khánh. Nên Giang vẫn phải giữ lại lựa chọn của mình. Đến một ngày Khánh sẽ hiểu. Huy Trần, Danh Ngọc và Trót đều rất dễ thương. Mọi người vẫn giữ liên lạc với Giang qua Instagram. Cảm ơn các bạn đã đến vì Hương Giang. Thôi thì I am go solo solo vẫn thế. Và thôi thì hãy tin, dù bạn là ai, đâu đó vẫn có người yêu thương và quan tâm bạn. Hãy tin là luôn có người vì chúng ta mà bứt phá. Cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Thu Phương, anh Bùi Đại Nghĩa, Miu Lê, BB Trần và đặc biệt hai người anh đã rơi nước mắt vì lo lắng cho em, Trấn Thành Anh Đức. Tạm biệt Người ấy là ai mùa 1, Good Memory. Cụ thể, lời tâm sự của Hương Giang sau một tập đặc biệt mang lại nhiều cảm xúc cho cả nhân vật chính và người xem. Khánh Ngô thừa nhận với Trấn Thành rằng anh đã yêu thầm Hương Giang suốt một năm qua. Em vẫn đấu tranh cho suy nghĩ của em từng ngày. Hương Giang lên một tầm cao khác, nhưng em vẫn nuôi cảm xúc đó trong em. Em không quan trọng xác suất thành công bao nhiêu, em chỉ muốn cho Giang thấy em tới đây là vì Giang. Tuy nhiên, cả hai đã không có cái kết như ý muốn. Thành công trong công việc, nhiều khán giả lo lắng cũng như mong muốn Hương Giang sẽ có thêm một chuyện tình trọn vẹn. Tuy nhiên, cô vẫn chưa tìm được người đàn ông cho mình. Và hy vọng sẽ sớm có thêm một màn cầu hôn đầy cảm xúc, một cái kết đẹp cho cô nàng trong thời gian tới.